đang đến với kênh Người Kể Chuyện. Mời các bạn nghe tiếp phần 3 tác phẩm Gái Họ Vương của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Mặc cho đại hội xã viên diễn ra tưng bừng, lão Doãn ngồi trồm hỗn trên đống gạch, mỉa mai nói Toàn cho mèo thôi, ngồi họp phí công. Nhằm nâng cao khí thế của toàn đội, Hôm nay mọi người được liên hoan bằng bữa thịt chó cùng rượu gạo do nhà nấu. Mấy bà trong tổ xếp gạch góp riềng, mẻ, mắm tôm cùng lá mơ lông và các loại rau khác. Ở góc xa, thằng thường cùng mấy tay thợ đấu thui vàng con chó bằng rơm nếp. Nhìn con chó béo mẫm, nhè hàm răng trắng ẩn. lão Doãn biết hôm nay sẽ được bữa ra trò. Gần trưa, các món được đám thợ đấu chế biến từ con chó hơn chục cân đã xong mấy tàu lá chuối được trải xuống thay mâm rượu vào lời ra khiến cho buổi liên hoan tưng bừng náo nhiệt cách đó không xa các đại biểu dự hội nghị vừa bắt đầu đánh chén để lấy sức chiều họp tiếp nhờ có bữa ăn tươi và đống quà bày trên bàn níu chân bởi thế không ai nỡ bỏ về sớm do sợ mất phần lão doãn cầm chiếc chân chó nhúng vào bát mắm tôm rồi mút chùn chụt nếu bình thường chắc ai nhìn thấy cũng phải phát tởm nhưng giờ này đám thợ bắt đầu bung biêng nên họ thấy việc đó là bình thường hướng chân chó về phía ngôi trường làng lão doãn lè nhè nói đúng là sâu bọ thành người rồi không biết được mấy hồi mà dương dương tự đắc như tao đây thanh phân cơ bản gia đình xuất thân ba đời bần cố nông các cụ từng cõng địa chủ đi ỉa vậy mà gặp đúng loại phản phúc nó chơi mình vỗ đau Sơi căng bụng bữa liên hoàn ở bên đại hội xã viên mụ hợi lại te tái chạy qua hội thịt chó bên lò gạch hôm nay nhiệm vụ chính của mụ là phát biểu gây dối và dù dê người quen không bỏ phiếu bầu lão nhanh mặc dù mụ biết tay đó vẫn trúng chức chủ nhiệm hợp tác xã thò tay bốc miếng thịt chó luộc cho vào mồm, mụ hợi tấm tắc khen. Chó hay lợn đều ngon như nhau. Buổi chiều, không khí dịu mát khi trời đã tắt nắng, lão doãn tỉnh giấc sau trận liên hoan tưng bừng. Nhìn thấy thằng cháu đang móc họng để nôn, lão lắc đầu, ý trách thanh niên hoi nên quá kém. Đợi lúc thằng thường ngồi bệt xuống chiếu, lão doãn nói nhỏ. Hôm nay bọn nó sơi đẩy tễ rồi Đợi đến tối Mày ra tay luôn là vừa Nhớ làm cho kín kẽ Từ xa Tiếng mụ hợi chạy trên bờ ruộng Đã xòe xòe Cha tông môn nhà nó chứ Làm như mèo mứa Nhưng lại trúng ghế chủ nhiệm hợp tác xã Nếu không vướng con mụ thiềm Tôi vén quần tận bẹn Nói ra môn ra khoai Với cái loại mắt trắng rã, Môi thâm xỉ Ngồi bắn xong bi thuốc lào vừa nhà lan khói lên trời, lão Doãn đã cười khùng khục, nói ngay. Con bụ này, nói xấu cán bộ, ngày mai cho ra trại lợn gánh phân luôn. Mụ hợi ngồi sát lão chồng thầm thì. Tiền nhân cái quân cháo trở, hôm nay lão Minh chú họ ông cùng mụ duyên vác mặt đến dự hội nghị. Chắc hai vợ chồng nhà đó đánh hơi thấy được ăn và tặng quà. Nhìn rõ dơ nên tôi lở đi không thèm chào hỏi. Đúng như tính toán của ông Nhanh, hội nghị đã thành công tốt đẹp. Các đồng chí cán bộ xã tới dự đều lần lượt được mời lên bục phát biểu chỉ đạo hội nghị. Mặc dù gấp bài phát biểu tràng giang đại hải, nhưng bà con xã viên đều kiên nhẫn lắng nghe và vỗ tay nhiệt tình. Bởi bữa liên hoan có món lòng lợn tiết canh đã giúp cho sự phấn khởi kéo qua cả buổi chiều. Bên cạnh đó, hai chiếc bàn phù vài hoa chất đầy quà tặng Khiến không ai dám bỏ về trước khi bế mạc hội nghị Ông nhanh sung sướng vì bài phát biểu trộn thơ của mình được đánh giá cao Đúng là có dính tí văn nghệ, Nó vẫn khác Trước khi bế mạc hội nghị và trao quà Tô hát trèo do bà Thiềm chỉ đạo Đã lên sân khấu biểu diễn Đang ngây ngất về được bầu làm chủ nhiệm hợp tác xã danh chính ngôn thuận Ông nhanh cảm thấy bài ý A à không đến nội tệ quá đợi cho mọi người về hết ông chủ nhiệm hợp tác xã bắt đầu đạp xe về nhà phía sau xe buộc một cặp tài liệu căng phòng nhưng thật ra bên trong là những bọc thịt và khoanh giò được người phụ trách cỗ bàn đã tế nhị nhét vào chưa kể lúc sáng khi ngả lợn xong thằng thuận đã bí mật rẽ qua nhà rúi cho bà bổng một tàng thịt khá to vừa dắt xe vào trong sân ba đứa con gái nước mắt ngắn nước mắt dài chạy ra mách ngay thầy ơi con mực nhà mình chạy đâu mất bọn con gọi khản cả cổ không thấy về ông nhanh dựng xe rồi đóng cổng con chó béo mẫm hơn chục ký được nuôi hơn hai năm từ xưa đến giờ chưa hề chạy ra ngoài dù mở toang cổng vì thế sự biến mất của nó không phải là ngẫu nhiên nhìn dây xích cùng chiếc tô mẻ hay đựng thức ăn cho nó ở hàng hiên giờ bỏ không ông nhanh tiếc rẻ thốt lên Chắc nó bị bọn chó sơi thịt rồi Mấy đứa bé đương nhiên không hiểu ý Con bé Hoàn thắc mắc Sao chó lại ăn thịt chó hả thầy? Bọn đánh bà con mực nhà mình Chúng nó là chó, biết nói tiếng người đó con Ông nhanh sách chiếc cặp căng phòng những thịt Đi xuống bếp giao cho bà vợ Đợt làm lễ giao quân cho bên huyện đội được tổ chức long trọng ông chủ tịch xã mặt tươi rói vì thanh niên làng văn xá đủ tiêu chuẩn nhập ngũ không thiếu một ai dù chiến tranh đã lùi xa nhưng tuổi trẻ lên đường làm nghĩa vụ luôn được bà con xóm làng hoan nghênh bởi đây là bổn phận và trách nhiệm công dân đứng cạnh bà thím hiện đang làm chủ tịch hội phụ nữ xã ông nhanh hỏi nhỏ năm tới thím có tham gia đảng ủy hay lên huyện cháu nghe nói ông tới phó chủ tịch xã đến tuổi hưu rồi dù ông chủ nhiệm hợp tác xã không nói ra hết nhưng ba chất hiểu người cháu này muốn leo cao hơn vào bộ máy chính quyền xã ba không ngại nói thẳng quyển rơm vạ đá chứ báu gì cái chức chủ nhiệm hợp tác xã của anh nhiều người thèm khát vì vị trí đó nó còn ra tấm ra món thấy ông cháu còn nấn ná chất hiểu ý liền hứa hẹn. Thôi được rồi, đợt tới họp đảng ủy, tôi thử thăm dò xem đồng chí Bí Thư có định chọn cán bộ nào rồi tính tiếp. Từ ngày con bé lớn đi học, hai đứa nhỏ đi nhà trẻ, vợ chồng ông nhanh đỡ vất vả hơn trước. Đúng như câu nói, đù đầu, đù đuôi, nồi đầu cũng lớn. Biết mình còn hơn chục năm để phấn đấu, ông nhanh muốn nhắm tới chiếc ghế phó chủ tịch xã sau đó leo cao hơn hay không sẽ tính tiếp mặc dù làm chủ nhiệm hợp tác xã có nhiều bổng lộc nhưng ông thấy nó không sang và oai bằng chức chủ tịch hay phó chủ tịch xã bởi vì xét cho cùng chủ nhiệm hợp tác xã vẫn là dạng đầu chày đít thớt luôn sống trên cành trên đe dưới búa không sung sướng gì muốn vào hàng tiên trị phải ngồi ghế lãnh đạo xã đi dọc cánh đồng làng với những bông lúa chịu nặng. Năm nay mưa thuận gió hòa nên hứa hẹn sẽ có một vụ mùa thắng lợi. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho ông bước chân vào hàng ngũ lãnh đạo. Dù chưa rõ kết quả ra sao, nhưng ông nhanh đã mường tượng ra cảnh ngồi sau chiếc bàn để tiếp bà con dân làng đến xin đóng dấu, xin chữ ký xác nhận cùng nhiều việc khác. Dân quê bao đời vẫn thế, ngày xưa đến cửa quan hay bây giờ đến cửa ủy ban, họ đều rõ sinh mệnh chính trị của bản thân và gia đình nằm trong tay những người có quyền đóng dấu. Đợi ông ở kho hợp tác xã là cô thà kế toán, truyền tay cô cầm cuốn sổ, dáng vẻ bồn chồn. Ông nhanh đoán, cô kế toán lại xin chữ ký duyệt chi để thanh toán tiền mua cám bên đông trường An Khánh, tiền mua thuốc thú y chăm cho mấy con lợn bị bệnh tụ huyết trùng. Tuy nhiên, việc cầm cuốn sổ chỉ che mắt thế gian. Cô thà sợ nói trong nhà kho, chẳng may tai vách mạch rừng thì lại khốn khổ. Dưới bóng cây xoài dập bóng mắt, cô thà nhìn mấy quả xoài còn xanh vẻ thèm thuồng. Tranh thủ, lúc không có ai, cô nói gấp trong hơi thở. Em có thai rồi, bây giờ phải tính sao? Giữa trời quang mây tạnh, lời thông báo của cô kế toán như sét nổ ngang tai ông nhanh phóng tầm mắt về phía cây gạo gần nghĩa trang nhầm tính mối quan hệ vụng trộm của ông diễn ra tại nơi đó hai lần sau đó thêm vài lần ở những nơi không ai ngờ đến như lều canh vịt đống rơm trong vườn nhà bà tính do bà hiện lên hà nội bế cháu vì thế không có ai ở nhà tính ra việc cô thà mang thai là điều có thể xảy ra bởi những lần vụng trộm đó ông nhanh thường quên mang theo bao caput mặc dù từ ngày học trên hà nội ông biết tên nguyên gốc của tiếng pháp của nó là capote thật ra ông có để dưới gối vài chiếc tuy nhiên mấy con vịt rời cầm đầu là con bé hoàn thường mang ra thổi bóng khi nào nghịch chán mấy chị em chúng nó lại đổ nước vào chơi cùng nhau trước tình huống nhạy cảm này nếu dân làng biết cô thả mang thai mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn vào ông bởi chồng cô này đi vùng kinh tế mới hai năm nay chưa mò về làng nếu ra trạm y tế xã Sẽ to chuyện Bởi cô Mạn Người từng được bà cô gán ghép cho ông đang làm trạm trưởng Cô này là em ruột lão doãn Như vậy Khác nào lại ông tôi ở bụi này Con ra huyện cũng không ổn Do người trong làng Làm tại đó sẽ nhận ra cô thả ngay Ông nhanh làm bộ chăm chú Đọc số liệu ghi trong sổ Ông nói dứt khoát Em hãy mua vé xe khách Vào lâm đồng thăm chồng Dăm bữa nửa tháng sau đó quay về làng, thoải mái chừa đẻ hay đi nào. Nhưng em có biết lão chồng ở xó nào đâu. Cô thả nhăn nhó, khổ sở. Ngẫm nghĩ một lát, ông nhanh động viên người tình. Có một cách đơn giản nhất, em tới nhà bà dì ruột ở khu tập thể Bách Khoa, xin tá túc nửa tháng, sau đó quay về, coi như vào Nam, thăm chồng. Không còn cách nào khả dĩ hơn được, cô thà đành gật đầu chấp nhận. Cô hứa sáng mai sẽ nộp đơn xin nghỉ vào Nam thăm chồng. Như vậy, ở làng này, không ai biết được ma đi ăn cỗ. Trời bắt đầu tắt nắng, tiếng kèm hợp tác vang lên báo hiệu một ngày lao động kết thúc. Nhưng trước đó, bà con đã ngồi trong quán đình ở giữa cánh đồng uống nước trà xanh, ngồi nói chuyện rôm rà từ lâu rồi. Cô thà chậm chạp thu xếp giấy tờ. Có lẽ, cô đợi ông chủ nhiệm hợp tác xã nhấm nháy hẹn hò giống như mọi lần. Bởi có một lần, nếu thêm vài lần sau, thì có gì khác nhau? Là người có chút mê tín trong người, bởi vậy dù thèm muốn, nhưng ông nhanh kiêng đụng vào gái chửa. Ông nhắc cô thà khóa nhà kho và nộp đơn ngay sáng mai. Buổi tối mất điện, nhưng được hôm sáng trăng, Ông nhanh bưng chiếc chõng tre ra giữa sân ngồi hóng gió cùng vợ. Trong lúc đó, ba đứa con gái lượn ra sân đình từ chập tối có lẽ tuổi thơ của lũ nhóc, sân đình là nơi có nhiều kỷ niệm sâu sắc. Tạm quên đi việc cô thả mang thai, ông nhành vác cái đàn guitar đứt dây ra, bập bùng để nhớ về một thời ông từng học tập nơi đất thánh. Ông nhành ngân nga lời bài hát tù, trong khi đó bà vợ quạt phục vụ chồng. Lời bài ca vốn đã buồn, nhưng gặp giọng thuốc lào của ông còn buồn hơn thế biết đâu bờ bến thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu trên con sông thương nào ai biết nông sâu từ ngoài cửa có tiếng phanh xe đạp kêu kin kít thằng thuận ném sang ngay ngoài ngõ rồi chạy vào trong sân nói như khóc chết sạch rồi chú ơi đang khỏe mạnh lăn ra chết. Nghe câu được câu mất, ông nhanh tường cụ vương thuận quy tiên, nên hốt hoảng kêu to. Chiều nay tao vừa gặp cụ, mồm ngậm tâm, tay chống gậy đi dọc đường làng, sao chết nhanh thế được? Không phải ông nội, ý cháu là đàn lợn của hợp tác xã, lăn ra chết sạch. Chiếc đàn guitar rơi thẳng xuống sân nhà, ông nhanh thở hắt ra, nói ngay. Đánh kẹn, gọi dân quân ra ngay trại lợn, có thể kẻ xấu đã phá hoại phong trào tăng gia sản xuất của tập thể. Ngồi báo cáo với Chủ tịch xã Đào Minh Thắng về vụ lợn chết hàng loạt, chủ nhiệm hợp tác xã Vương Nhanh vẫn khẳng định có bàn tay của những kẻ phá hoại. Tuy nhiên, dù công an xã lẫn công an huyện về điều tra, kết quả đánh giá sơ bộ vẫn là do công tác chăn nuôi không đảm bảo hai dãy chuồng lợn được chia làm ba khu riêng biệt. Khu trong cùng là đàn lợn nái đang cho con bú, khu ở giữa là đàn lợn bột, còn khu ngoài cùng là những con lợn đang trong quá trình vỗ béo để cân cho bên phòng thương nghiệp của huyện. Ác nỗi toàn bộ lợn ở khu 1 và khu 2 lăn ra chết. Do cậu thuận hoảng quá nhìn nhầm, đám lợn nái cùng đàn lợn con ở khu trong vẫn an toàn. Chủ nhiệm hợp tác xã Vương Nhanh mở sổ ghi chép rồi chậm rãi nói. Báo cáo đồng chí chủ tịch, trong lúc bên công an đang điều tra nguyên nhân, chúng tôi đã liên hệ với phòng thương nghiệp của huyện và họ đồng ý cho xẻ thịt 35 con lợn trưởng thành từ 45 đến 70 cân để thu mua và đưa vào phân phối. Rất may do lợn chết về đêm, bởi thế chỗ thịt sẽ kịp bán trong buổi sáng. Như vậy phần nào giảm nhẹ thiệt hại. Trên huyện đồng ý sẽ cấn trừ số thịt hôm nay vào chỉ tiêu thu mua. Riêng đàn lợn bột vừa tách mẹ, chúng tôi chuyển tới lò quay, sau đó nhờ bên phòng thương nghiệp tiêu thụ giúp. Ông chủ tịch xã cùng họ đào với vợ ông nhanh, nhưng không có quan hệ huyết thống họ hàng. Kể từ ngày thay ông Minh lãnh đạo, đây là sự việc hy hữu khiến ông phải bận tâm. Sau một hồi cân nhắc, suy tính, ông mở chiếc cặp ba giây bìa cứng rồi lấy ra một bản báo cáo viết tay. Đọc lại lần nữa, ông khẳng định thức ăn cho lợn, ngoài rau bèo vớt ở ao hồ, hợp tác xã có hợp đồng mua cám tại nông trường An Khánh, nhưng theo tôi được biết, cám thường được trộn thêm sắn thái lát. Đây có thể là nguyên nhân khiến đàn lợn lăn ra chết, bởi trong những bao sắn thái lát có thể gặp nhiều củ sắn nhiễm độc trước đó. Ông nhanh ngày trước sống trên Hà Nội nên hiểu rõ, có những thời điểm khó khăn do thiếu lương thực, bà con ăn cơm độn khoai sắn là bình thường nghe đâu đàn lợn không chịu được cảnh ăn cám độn sắn biết có trình bày thêm chắc không lọt tai chủ tịch xã người ông đang cần tạo lập mối quan hệ cho bước tiến sau này ông nhanh xin phép quay về truyền khai công việc đồng thời hứa sẽ đem những bao tải sắn thái lát ra kiểm tra kỹ lần nữa trước khi rời đi ông nhanh nói nhỏ báo cáo chủ tịch sáng nay tôi cho người truyền qua nhà anh một con lợn sữa vừa quay xong do đã bỏ hết nội tạng sẽ đảm bảo an toàn chạy ngược chạy xuôi lo giải quyết chỗ lợn chết bất đắc kỳ tử xong ông nhanh ngồi phệt xuống bậc thềm ở đình làng nơi được sử dụng như một không gian làm việc của chủ nhiệm khi cần ký xác nhận hay phân công nhiệm vụ thằng thuận mất vài đêm không ngủ vì lo lắng chưa kể phải lên xã làm việc với công an huyện trước tổ trường chăn nuôi tưởng ngon ăn hóa ra không dễ sơ chút nào nhìn mặt thằng cháu bạc như vui ông nhanh chép miệng thở dài sau đó về thuốc lào để bắn một điếu bởi từ sáng bản thân ông không được nghỉ ngơi đợi ông nhanh phả đám khói lên trời thuận khẽ nói báo cáo chú theo cháu tìm hiểu lão doãn đi hà nội từ ba hôm trước nghe nói lão đi tìm mối tiêu thụ gạch bởi thế chắc chắn không phải lão đó là thủ phạm ông nhanh phủi đi quần đứng lên sau đó buông thõng một câu Biệt thế đã lục đi ngang qua nhà bà cô Ông chủ nhiệm hợp tác xã dừng lại chào hỏi và nói dăm ba câu cho phải phép. Ngắm nhìn ông cháu gò lưng đạp xe về nhà, bà thêm lắc đầu nói. Rõ khổ, làm cán bộ được mấy tháng mà đi rúm lại những cái rẻ lau. Còn xe cá xanh chạy ve ve từ đường cái quan vào làng. Dù xe còn mới, nhưng khói đen bốc lên từ phía sau kéo thành vệt dài. Lúc xe đi qua cổng làng, không hiểu có chuyện gì khiến lão doãn hứng chí ngồi trên xe lão hát ông ẩu chưa có bao giờ đẹp như hôm nay non nước mây trời lòng ta mê say sóng nước trùng dương trải dài theo bờ cát những dây đào xa nằm nghe biển hát ở làng văn xá ngoài hệ thống loa truyền thanh còn có ba trung tâm thông tin với đủ thể loại tin tức khác Đầu tiên là quán nước của bà Thìn ngay gốc đa. Đây là nơi có nguồn thông tin đa dạng, phong phú nhất. Bà con đi làm đồng về đều ghé chân. Mấy ông rảnh rỗi vác cờ ra đánh vài ván. Nhà nào có người già sắp chết, còn dâu và mẹ chồng to tiếng hay các chuyện riêng tư khác đều từ đây tỏa đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong làng. Lò rèn của ông Sử cuối làng là trung tâm thông tin thứ hai bởi những lúc cần rèn và sửa chữa nông cụ, bà con thường đem ra đó rồi bắt đầu dì tai nhau đủ thứ. Rộn ràng nhất và chỉ họp vào buổi tối đó là sân kho của hợp tác xã, nơi đầy nguồn thông tin nhiều nhất, nguyên nhân bởi nó quy tụ hầu hết mọi thành phần trong làng. Dựng con xe cá xanh dưới gốc cây, lão doãn mờ ngay lọ kẹo, nhón tay cầm chiếc kẹo vừng cho vào miệng, sau đó với chiếc đếu cày, bắt đầu vê thuốc vừa rót nước cho khách. Bà Thiên vừa hỏi ngay. Ông có biết chuyện ở trại lợn chết một lúc mấy chục con không? Gớm, cả làng cứ là loạn hết như ông vỡ tổ. Ngày xưa, lúc còn làm chủ nhiệm hợp tác xã, tôi thấy ông quán xuyến công việc đâu ra đấy. Lão Doãn chiều ngộ nước trà xong thản nhiên nói. Ở đời, cứ thật già không biết đâu mà lần. Có khi ăn bớt khẩu phần của lợn nên mới vậy. Bắn thêm bi thuốc lão, khi ngồi trên con xe cá xanh lượn ra ngoài lò gạch, lão Doãn biết thông tin của mình sẽ được nhiều người dì tai nhau. Đó là cách nhanh nhất để hạ bệ đối thủ. Trong lúc đó, lão ngồi ở lò gạch để lo kiếm tiền. Sau một thời gian ngồi nhà giang, bà Tám được thả về khi có đơn xin bãi nại của lão chồng nát rượu. Để có được chữ ký của lão, Mấy đứa con gái phải cuốn gói về nhà bà ngoại ngay cuối làng. Ngồi bệt ở hiên nhà ông chủ nhiệm hợp tác xã, bà Tám trình bày hoàn cảnh rồi nói chuyện dây cà dây muống cùng bà Bồng. Mục đích không gì khác xin được quay trở lại công việc cũ trước ngày bị bắt. Dù nhớ ơn bà Tám đã nấu bát canh rau ngót cho mình năm xưa lúc đè con bé hiên, nhưng bà Bồng không dám hứa hẹn trước điều gì. Bởi bà Tám khi được tạm tha có lên hà nội hành nghề đông nát giờ khó sống lại quay về làng địa vị khác nhau nên cách nói chuyện cũng khác xưa từ ngày chồng được bầu làm chủ nhiệm hợp tác xã bà bồng đi ra ngoài đường hay được chào hỏi đon đả lúc đi chợ bao giờ cũng được bán nới tay hơn nhiều người không còn gọi là con mẹ bồng thím bồng nữa họ gọi luôn là bà chủ nhiệm nghe vừa sang lại vừa thích Ông nhanh dắt con xe đạp vào nhà, nhìn thấy người hàng xóm cũ nên có vẻ không thoải mái. Do biết trước mục đích đến đây của bà Tám, ông nói chặn ngay. Hiện nay mọi vị trí đều có người đảm nhận rồi, nếu chị vẫn muốn làm trong hợp tác xã, chắc ở trại lợn vẫn còn vị trí bỏ trống. Ngồi trình bày mãi không ăn thua, bà Tám xin phép ra về do tới giờ cơm trưa của nhà ông chủ nhiệm. Nhìn theo vị khách đến và đi tay không Tự nhiên ông nhanh tặc lưỡi như suy nghĩ điều gì đó Có lẽ nhận quà biếu quen rồi Bởi vậy ai đến nói chuyện bằng nước bọt xuông là ông không tiếp Còn đường làng buổi trưa vắng bóng người Thỉnh thoảng có mấy cô cậu học sinh đi học về Nếu những học sinh cấp 3 trường huyện đi xe đạp Bọn học trường làng lếch thách đi bộ về nhà Hệ thống loa phát thanh Từ ngày có người mới đảm trách những bài hát trèo được thay thế bằng việc tiếp sóng các bài hát của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vì thế, nghe đa dạng và phong phú hơn. Lúc này, tiếng loa đang réo rắt, tiếng hát bài Tàu Anh qua núi với giọng ca nổi tiếng. Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo hải vẫn mây bay đình núi nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ tàu qua núi cao bà tám ngồi nghỉ ngay dưới rặng nhãn cho mát bất chợt mụ hợi đạp xe từ xưởng gỗ đi qua thoáng nhìn người quen mụ hiểu ngay vấn đề dừng xe ngay sát người thiếu phụ già trước tuổi mụ hợi hất hàm về phía con ngõ nhỏ rồi chất vấn vừa mò đến nhà lão chủ nhiệm hợp tác xã xin sò phải không chắc bị lắc đầu từ chối vì không có gì lót tay được lời như cởi tấm lòng ba tám gật đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện mụ hợi tỏ vẻ thông cảm liền a nổi thôi nhà mấy đứa con vẫn còn trứng gà trứng vịt làm gì cũng phải có cái nhét vào mồm trước đã bây giờ bà ra chỗ lò gạch nơi ông Doãn nhà tôi thu xếp cho một công việc, thu nhập ở đó còn hơn công điểm của hợp tác xã Quy Gia Thóc. Còn đường đê quay dẫn ra lò gạch, phải đi qua xóm bãi, nơi đây thường vắng vẻ. Ngày xưa thời phong kiến thực dân, các cụ tiên gì trong làng hay gọi dân xóm bãi một cách miệt thị là dân ngụ cư. Mọi nghĩa vụ đóng góp cho làng không thiếu một xu, nhưng quyền lợi chưa bao giờ có được sự bình đẳng thời thế thay đổi. Tên xóm bãi là do bà con vẫn thuận miệng. Về mặt hành chính, bây giờ nó thuộc về thôn hạ. Mọi người đều hưởng chế độ ngang nhau. Nói đâu xa, chính ông chủ tịch Đào Thắng là người con của xóm bãi. Việc ngồi ghế lãnh đạo xã khiến nhiều người bất ngờ. Bởi nhiều năm nay, dòng họ Trần, họ Phạm, họ Nguyễn và họ Vương đều có đông người trong các chi bộ đảng. Nhiều cán bộ chủ chốt đều là người của mấy dòng họ lớn trong làng. Cụm từ chi bộ dòng họ ra đời từ đó. Vì thế có chuyện ông bí thư chi bộ nhiều khi không to bằng ông đảng viên thường. Bởi ra khỏi cuộc họp chi bộ, ông đảng viên là trường họ, nên nói có người nghe, đè có người sợ. Vào mỗi kỳ bầu bán, các dòng họ tận dụng tối đa nguồn nhân lực của mình. Hiện nay lão doãn thuộc họ Phạm, bị văng ra ngoài lề. Lão nhanh của họ Vương đang trên đà thắng lợi, nhưng sự việc sẽ còn nhiều biến động khi đại hội các cấp từ cơ sở đang đến gần. Bà Tám đi ngang qua xóm bãi đã nhìn thấy hai lò gạch nhà khói trắng lên bầu trời. Bước qua chiếc cầu gỗ tạm bắc qua con mương, ngay phía ngoài lán vẫn thấy có mấy người đang lúi húi làm việc. Còn chó vàng thấy bóng người lạ từ xa đã gầm gừ rồi sủa liên hồi. Lão Doãn ngồi trong lán, ngó ra ngoài. Nhìn thấy người đàn bà lam lũ đang lại gần. Lão hỏi ngay. Con mẹ tám phải không? Vào nhà đá một thời gian, nhìn béo trắng. Biết lão chủ nhiệm cũ mìa mai, nhưng bà tám cười gượng. Ngày nhận tội thay cho đứa con gái, lão ý vẫn là ông chủ nhiệm hợp tác xã đầy quyền uy. Thoạt cái, bây giờ chỉ là lão chủ lò gạch ngoài trốn đồng không mong quạnh này. Nghe trình bày vài câu, Lão Doãn chỉ tay về phía cuối lán rồi nói. Chỗ để đồ ở đó, hàng ngày lo phơi gạch cùng mọi người, gần trưa nấu cho hiệp thợ bữa cơm, chiều tối xong việc thì về. Nhớ làm ngày nào tính tiền ngày đó, nghỉ quá ba ngày không cần quay lại nữa. Gạch ra lò đặt loại A trên 70% là có thưởng thêm. Làm ở đây không phải qua cáp nịnh nọt bố con thằng nào. Công việc ở lò gạch không quá vất vả bởi với những người lao động quen chân quen tay việc gánh gạch trong lò xếp ra bên ngoài sau đó đợi xe đến ăn hàng thì xếp lên gạch mộc phơi nắng rồi xếp lại đợi ngày đốt lò từng đó công việc lặp đi lặp lại theo kiểu chăm hay không bằng tay quen đợi cho đám thợ bắt đầu làm việc lão doãn ngồi trên con xe cá xanh lượn ra ngoài lò rèn nhà ông sử do là khách quen nên mỗi lần ghé qua Bao giờ ông chủ lò rèn cũng pha ấm trà ngon đãi khách. Nhìn hai người con trai cười trần, vung búa đập xuống thanh sắt đỏ rực đặt trên đe. Lão dọn thán phục sự chính xác của họ, bởi hiệu lệnh được ông sử dùng là chiếc búa con, gõ vào chiếc đe để giữ nhịp. Người ta nói, tay làm, hàm nhai, tay quai miệng trễ là vậy. Dù mùa đông giá rét hay mùa hè nóng nực, lò rèn nhà ông sử không bao giờ tắt lửa hết rèn dao cùng các đồ nông cụ cho bà con trong làng, ông lại nhận rèn đồ cho mấy nhà buôn trên phố huyện. Nhiều khi là những thanh lập là, đôi lúc là những bộ tràng, bộ đục dành cho cánh thợ mộc. Lão dọn La Cà không phải dỗi việc, bởi ông Sư là trường tộc của họ Trần. Lá phiếu của dòng họ này trong các kỳ đại hội tới vô cùng quan trọng, nó làm nghiêng cán cân của nhiều vị lãnh đạo dù bị khai trừ khỏi đảng bị cách chức chủ nhiệm hợp tác xã nói như các cụ ngày xưa lão chỉ còn là chân bạch đinh ngồi chiếu dưới tuy vậy lão doãn vẫn thích thọc gậy bánh xe mục đích cuối cùng là hạ bằng được kẻ thù truyền kiếp đó là lão nhanh của họ vương gói bộ đồ nghề được rèn cẩn thận cho vào túi sau khi thanh toán tiền công lão doãn còn biếu thêm ông sử nửa cân trẻ thái nguyên cùng bịch thuốc lào tiên lãng thấy ông chủ La Rèn luôn miệng cảm ơn, lão Doãn phẩy tay nói, người làng cùng nhau, khỏi cần khách sáo, tôi còn phiền đến tay nghề của ông nhiều. Từ ngày con bé thương bò xứ mà đi, lão Doãn tiếc đứt ruột, nhưng không cách nào níu kéo, bởi lúc đó lão bị tứ bề thọ địch. Dân làng bàn tán cười chê, chi bộ khai trừ khỏi đảng, ủy ban xã cách tuột mọi chức vụ ở nhà con mụ vợ trút đưa thứ bần tiện lên đầu nếu phải kẻ khác non tay chắc lão bị ngã tay trèo từ lâu rồi tuy nhiên là một kẻ đầy bản lĩnh nên lão biết sóng to nào rồi cũng lặng bão mãi rồi sẽ tan thực tế đã chứng minh hiện nay dân làng không còn ai nhắc lại chuyện cũ bởi điều quan trọng nhất là nồi gạo nhà họ có đầy hay không trên mâm cơm ngoài đĩa dưa khú hay bát cà thâm đen Liệu có đĩa cá rán hay bát thịt không? Còn chuyện thiên hạ, đói rồi nên họ không quả. Người xanh trà hay nói nước hai mới được, nước một chỉ là tráng trà. Mất bao công dụ mãi, lão mới lôi được con bé thương vào nhà kho. Nước một vừa xong cũng là lúc nhịn miệng nước hai. Như buổi ngồi không, lão doãn tặc lưỡi vì tiếc rẻ. Nhưng lão biết Tai mắt của mụ vợ cài cắm khắp nơi, Lão định lén phén tiếp, không cẩn thận sẽ bị tóm sống. Còn xe cả xanh lượn vè vè khắp làng, bởi chủ nhân của nó đi thăm dò sự bài binh bố trận trước một kỳ đại hội sắp tới. Mặc dù bận kiếm tiền từ mấy vạn gạch ra lò, Lão Doãn không quên mối thù cùng họ vương, bởi thế việc cho đàn lợn lăn ra xôi bọt mép chết sạch, đó là bước đầu cho những kế hoạch về sau. Lão Doãn quyết tìm ra điểm yếu của Lão Nhanh như vậy sẽ dễ hạ gục đối phương nhanh hơn lão muốn kẻ thù còn bị thảm hại hơn những gì lão từng bị bởi nguyên tắc trời giao có ngày đứt tay luôn chính xác từ phía xa nhận ra cô thà kế toán mới của hợp tác xã lão chủ động đi chậm lại rồi bắt chuyện cô thà đi đâu mà lâu rồi không thấy mặt vốn ở trong đội chăn nuôi dưới thời lão doãn làm chủ nhiệm hợp tác xã bởi thế cô thà hiểu rõ kẻ hám gái và ti tiện này. Biệt lão đang thăm dò nên cô nhấc chiếc nón đội trên đầu quạt phê phẩy cho đỡ nóng rồi trả lời. Chả giấu gì bác, em theo xe của người quen vào trong Nam thăm chồng. Tường đi dăm bữa nửa tháng, ai rẻ mất hơn ba tuần mới quay về làng. Ném cái nhìn sắc lẹm vào phía bộ ngực, căng tròn, ẩn sau tấm áo phi nón của cô thà Lão Doan im lặng, không nói gì. Vít tay ga chạy thẳng về lò gạch, dựng con xe cá xanh ngay cửa lán, vỡ ngay chiếc điếu cày bắn một bi thuốc lao cho tình táo. Lão dọn nhếch mép cười, rồi bật nói thành tiếng. Bú khỉ, chúng mày định múa dìu có mắt thợ à? Trước kỳ đại hội hai tuần, họ vương làm cuộc điểm binh điểm tướng cho cuộc so găng quyết liệt. Giống các kỳ đại hội trước, nhiều đồng chí tay bắt mặt mừng, Tuy nhiên họ dùng mọi thủ đoạn hạ bệ nhau. Vì vậy, sức mạnh dòng họ được phát huy triệt để. Mọi việc nhất thiết phải theo một nghị quyết của dòng họ. Chủ nhiệm hợp tác xã Vương Nhanh thực hiện phương châm nuôi quân 3 năm dùng 1 giờ. Thằng Thuận phụ trách tổ chăn nuôi, dù chưa vào đảng, nhưng ông nội nó là cụ Vương Thân cùng ba người con trai đã tạo thành một chi bộ vững mạnh. Chưa kể bà cô Vương Thiềm là đảng viên nòng cốt, thêm mấy người đảng viên theo họ đào bên nhà vợ nhiều lúc ông nhanh nửa đùa nửa thật nói với vợ tiệc thật ngày xưa u mày mà vào đảng có khi bây giờ lại tươm dù cuộc sống ở đây còn nhiều khó khăn nhưng so với cảnh thức đêm xếp hàng hứng từng xô nước sau đó lại xếp hàng từ năm giờ sáng nhưng không chắc đến tám giờ cửa hàng lương thực có gạo bán hay không chứ kể xếp hàng mua thực phẩm theo chế độ tem phiếu những vất vả đó của người thành phố khiến cuộc sống làng quê vẫn yên bình hơn nhiều. Từ ngày cô thả vào Nam thăm chồng, bây giờ vác bụng bầu chưa vượt mặt nhưng làng xóm không ai dị nghị. Ông nhanh tự thấy mình là người cao tay, nếu không đã bị cánh họ Phạm nhà lão họ Doãn hùa nhau dìm xuống bùn từ lâu. Tuy nhiên, do người thiếu phụ mang bầu, việc lén lút vụng trộm không còn tiếp diễn. Đây là một thiệt hại không nhỏ với người đàn ông ba con, bởi dù sao mỗi lần vụng trộm như vậy ông nhanh thấy cuộc sống tươi sáng không còn u ám bởi những mưu hèn kế bẩn kể từ ngày lên chức chủ nhiệm hợp tác xã bà con trong làng nếu không có việc họ hiếm khi chạy sang chơi như ngày trước có lẽ họ ngại người khác dị nghị cuộc sống vất vả nên ai cũng đều giữ kẽ đó là cách đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình nếu không lúc trâu bò hút nhau ruồi mũi lại thiệt mạng Ngồi buồn nên ông nhanh vác cây đàn guitar ra sân, bập bùng. Bỗng nhiên, bà bồng từ ngoài chạy vào hốt hoảng nói. Thầy nó, chạy sang nhà bà thiêm nhanh. Hiện nay bà cấm khẩu rồi, có lẽ sắp đi. Tin như xét đánh ngang tai, bởi nếu bà cô chết sớm sẽ là thiệt hại không nhỏ. Ông nhanh thương xót chút ít, chủ yếu ông tiếc vì họ vương sẽ mất đi một lá phiếu đúng lúc đang cần. Tiếng bà bỏng nhắc dồn dập Thầy nó sang ngay đi Nếu không mấy đứa trong họ sẽ tranh hết phần Tôi kiểm nhanh Bên tay trái bà thiềm đeo hai chiếc nhẫn vàng Bên tay phải có chiếc nhẫn mặt ngọc xanh Còn đôi nụ đeo tai Nếu tôi không ghi lại Khéo chúng nó tháo ra im đi ngay Đám tàng của bà cô tổ họ Vương Diễn ra trang trọng Mặc dù không con cái Nhưng lúc nhắm mắt xuôi tay Khối tài sản của bà Thiềm để lại khiến cho đám con cháu trong họ phải tận tâm thể hiện lòng hiếu thảo. Dù không nói ra, nhưng người nào cũng hy vọng trong di chúc của bà Thiềm sẽ nhắc tới con cháu mình. Ông Nhành và mấy người trong họ đứng túc trực bên linh cữu, họ cúi đầu cảm tạ dân làng tới viếng. Liếc nhìn ra sân, ông thấy các mẹ trong họ đang sầm xì bàn tán. Điều này khiến ông lo sợ, khéo việc tranh chấp tài sản làm họ vương mất đi sự đoàn kết trước kỳ đại hội. Nhiều khi, cách xài này cái ung là vậy. Dù sao ông quyết để việc này hoãn lại đã, nồi ra sáo thịt vào thời điểm quá nhạy cảm. Sau khi công việc hạ huyệt đã hoàn tất, trên đường từ Nghĩa Trang quay về, ông nhanh làm bầm, nói cho vợ nghe. <cười> <cười> đúng là sớm không chết, muộn không chết, bà cô chọn đúng thời điểm quan trọng để nhắm mắt xuôi tay. À, thật buổi tối ngồi quây quần bên mâm cơm ông nhanh phát hiện ra một điều thú vị ngoại trừ những người con gái mang họ vương đi làm dâu nhà người hiện nay ba con vịt rời nhà ông là của hiếm bởi đám anh em trong họ vương đều sinh con trai gắp cho mỗi đứa một miếng giò ông nhanh nghiêm mặt nói ba chị em con sau này phải xứng danh gái nhà họ vương nghe chưa Đáp lại lời ông nhanh, hai đứa bé vẫn cắm cúi ăn. Duy nhất con bé Vương Hoàn, ngước mắt nhìn, nó nói một cách đầy tự tin. Thầy yên tâm, việc đó con biết lâu rồi. Không bận tâm đến những điều cao xa, ba bồng hỏi chồng. Vậy bao giờ các cụ trong họ sẽ họp để bàn về việc giải quyết tài sản của ba thiềm? Không nhẽ, để lâu, phân châu hóa bùn. Còn hơn chục ngày nữa tới kỳ bầu cử, bởi thế ông nhanh đã tác động để cụ vương thân hoãn việc họp họ qua ngày đó. Nếu không, lợi bất cập hại, có khi mất cả chi lẫn trải. Mặc cho bà vợ lo mấy thứ vụn vặt trước mắt, lần đầu tiên kể từ ngày ngồi ghế chủ nhiệm hợp tác xã, ông nhanh mò tới nhà ông chủ tịch xã Đảo Minh Thắng bên ngoài xóm bãi. Dù sao họ đào của ông chủ tịch khá giống với họ đào bên nhà vợ, biết đâu Ông sẽ hình thành một liên minh để thực hiện vấn đề nào đó thiết thực. Chợ làng họp đến 10 giờ bắt đầu vãn. Mụ hợi sách hai con vịt bầu mua trong chợ đem về khu lò gạch. Dù không biết hôm nay lão chồng tổ chức sự kiện gì ngoài đó. Nhưng đúng y lời lão đã hứa. Dạo này tiền như có chân tự chạy vào nhà. Bởi thế mụ bắt đầu thấy phần phơ hơn trước. Chồng mụ không còn làm chủ nhiệm hợp tác xã tự nhiên mụ hợi thấy hóa ra lại hay bởi mấy món quà quê do dân làng biếu xén nếu nhận rồi mà không làm giúp nhiều khi họ cạnh khóe đến móc họng ra để trả chưa kể nhiều khi anh em họ hàng mất ngọt mất nhạt đường tới lò gạch phải đi ngang qua xóm bãi nơi đây khi xưa ô ga mấp mô ơn rời từ ngày có tân chủ tịch xã người xóm này con đường trong xóm phong quang sạch đẹp hơn trước Nhờ vậy, xe ô tô hay xe công nông hoặc xe cải tiến vào chờ gạch đều thuận lợi. Không thích những gì đao to búa lớn, mụ hợi chỉ mong việc ngoài lò gạch hanh thông. Biết đầu cuối năm, ngôi nhà hai tầng đầu tiên của làng văn xá sẽ được khởi công trên đất nhà mụ. Nghĩ đến cái cảnh bè phái lão nhanh tức ói máu với ganh tị, mọi vất vả như tan biến đâu mất. Mụ bàn với lão chồng, từ mấy tháng trước, dồn mọi nguồn lực để xây nhà hai tầng trước đã, sau đó sắm sửa tiện nghi sinh hoạt chưa muộn. Đưa tay sờ nắn hai con vịt, lão doãn gật gù khen. Hai con này hãm tiết canh là nhất, thịt vịt chấm nước mắm tỏi, nước luộc vịt nấu sáu măng ăn kèm bún, thêm phút rượu thì cứ gọi là. Ông đúng là sành mỏ. Mụ hợi lườm chồng rồi sau đó bắt đầu réo rắt. Mụ tám đâu rồi? Bác xong nước để làm con vịt Đợi cho hai người phụ nữ bắt đầu cắt tiết rồi vặt lông Mụ hợi sán lại gần chồng thầm thì Hôm nay có việc gì quan trọng hay sao Tự nhiên tôi thấy ông phóng tay mua luôn hai con vịt béo Mẹ kiếp Nhẽ phải có sự kiện mới dám ăn hay sao Có mà đợi đến lúc bắt được tiền của bộ đội nhé Hôm nay mát rời Nên máy môi liên tục Vậy là đánh chén thôi Tiếng lão doãn nói hoang oang, Khắc hắn tiếng thầm thì của mụ hợi đợi cho mấy người chăm chú làm món ăn. Lão Doãn rít xong điếu thuốc lào liền nói nhỏ. Vụ đổi gạch lấy sắt thép xi măng, sau đó dùng số hàng đó trao đi đổi lại, hóa ra lãi khẩm. Thôi, cuối năm xây nhà cho thiên hạ lác mắt, còn việc bầu bán, kệ mẹ chúng nó, kiểu gì lão nhanh chẳng chống cử. Bởi họ vương rồi họ đào hợp sức đã chiếm quá nửa. Nhìn khuôn mặt của mù vợ buồn so sụi, lão Doãn vẫn thản nhiên về thuốc lào rít thêm bi nữa sau đó lão khẳng định bà yên tâm rồi đến lúc tôi bắt thằng khốn nạn đó trả cả vốn lẫn lãi nó ngồi ghế chủ nhiệm hợp tác xã vèo cái được hai năm rồi tính ra kiếm không ít mụ hợi vẫn băn khoăn bởi vì âm mưu lật đổ lão nhanh không liên quan đến vụ liên hoan đồng tiền vốn liền khúc ruột nếu không hỏi cho ra nhẽ mụ không chịu được có khi ăn mất cả ngon